Các bạn, trong video này thì mình sẽ đi hướng dẫn các bạn tạo các cái đối tượng 3D đơn giản trong Synchro. Thì để tạo đối tượng 3D đơn giản thì các bạn sử dụng cho mình cái tab 3D này. Sau đấy thì các bạn nhìn trong đây, nó có một cái công cụ để các bạn tạo. Ví dụ như là đây, các bạn thấy là kích vào đây. Các bạn có thể tạo bóc này, tạo hình tròn này, tạo hình trụ này. Các bạn có thể tạo text này, hoặc là các bạn sử dụng extrusion để các bạn tạo một cái khối hộp có chiều cao tùy thích. Rồi đó là các cái hình dạng mà đơn giản mà các bạn có thể tạo ra. Ngoài ra các bạn có thể hiển thị một cái thanh công cụ 3D ở trên này. Ví dụ các bạn kích chuột phải vào đây, các bạn chọn cho mình 3D thì trên này nó hiện lên các cái công cụ để các bạn xử lý 3D. Ở đây có cả cái phần tạo các cái hình ảnh 3D đơn giản ở đây. Các bạn lưu ý là mình chỉ nên tạo những cái hình ảnh đơn giản thôi, không quá phức tạp. Còn nếu mà hình mà đã phức tạp thì các bạn nên tạo trong cái phần mềm gốc, ví dụ như Revit, rồi các bạn import sang bên này. Rồi ở đây mình tắt cái 3D đi cho đỡ tạo cho nó rộng cái không gian làm việc. Rồi ở đây mình sẽ tạo ra một cái hình, ví dụ các bạn hãy tạo hình extrusion chẳng hạn, các bạn kích vào đây. Rồi khi bạn tạo hình extrusion ấy thì các bạn phải chọn một cái mặt nào đấy để chúng ta vẽ. Thì các bạn nghĩ ngay đến cái chế độ bắt điểm mà mình hướng dẫn trong video trước ấy. Các bạn cho chế độ bắt điểm theo điểm này, theo cạnh và theo mặt này, vân vân. Ở đây nếu các bạn chọn chế độ bắt điểm theo mặt chẳng hạn, bạn kích vào đây thì nó sẽ chọn một cái mặt để vẽ. Ví dụ các bạn chọn đây chẳng hạn, rồi các bạn kích vào đây, rồi đó. Để các bạn xác định các cái điểm nó tạo lên một cái hình như thế. Rồi đây các bạn sẽ đưa lên, các bạn sẽ kéo lên để các bạn tạo cái chiều cao. Thì các bạn sẽ tắt cái chế độ bắt điểm này đi nếu các bạn không muốn nó ảnh hưởng. Ở đây mình sẽ tắt cái chế độ này đi. Rồi đấy, thì các bạn sẽ kéo bao nhiêu tùy thích. Ví dụ mình kéo lên như thế này. Rồi mình sẽ đặt tên cho nó 3D Object 1. Nó có thể là một cái gì đấy mà các bạn cần. Ok, assign, next. Rồi đây mình chọn như thế này, mặc định, next. Mình chọn finish. Ok, đó. Thì chúng ta sẽ có được cái hình 3D đầu tiên này. Đấy, tương tự như thế thì các bạn có thể tạo thêm các cái hình 3D khác. Ví dụ như là các bạn có thể sử dụng box. Ok, mình sẽ bắt một cái mặt ở đây. Rồi bạn thấy đấy. Ok, cũng tương tự như vậy. Rồi finish. Ok, thì ta sẽ có một cái khối bóc như thế này. Rồi ok, như vậy mình vừa hướng dẫn các bạn cách tạo cái đối tượng 3D. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.